Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với lại một cái phương thức khác để tạo ra các vùng chọn ở trong Photoshop. Hôm trước thì chúng ta đã làm quen với lại ba cái nhóm công cụ, đấy là Marquee, Luxo và Magic Wand. Sau đó thì chúng ta cũng đã làm quen thêm với một cách ngược, tức là giữ lại một cái đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng tẩy để chúng ta xóa hết nền đi. Thì đấy cũng là một phương pháp để mà lọc, để mà lấy được một cái thành phần nào đó ở trong bức ảnh. Tuy nhiên tất cả những cái phương pháp như thế thì nó cũng giúp chúng ta là linh hoạt hơn trong các cái thao tác lựa chọn và lấy một phần hình ảnh. Nhưng mà có những cái đối tượng hoặc là có những cái phần nào đó mà nó đòi hỏi phải tương đối là chính xác, mềm mại, linh hoạt ở trong cái cách mà lựa chọn đấy, thì tất cả những cái công cụ kia nó cũng không phải lúc nào nó đáp ứng được. Thì chúng ta sẽ làm quen thêm một phương pháp khác, đó là chúng ta sử dụng pen vẽ ra những cái đường path bao lấy đối tượng mà chúng ta cần, và sau đó thì chúng ta hoặc là làm việc ngay trên đường path hoặc là chúng ta sẽ biến đổi đường path thành ra cái vùng chọn để mà chúng ta lựa chọn các đối tượng. Thế thì về trước khi mà ví dụ về cái việc để lọc, để chọn bằng path như thế nào, thì chúng ta làm quen với phương pháp sử dụng path trước đã. Thì path thì chúng ta sẽ sử dụng bằng công cụ pen để vẽ ra đường path. Lưu ý là khi chúng ta chọn công cụ thì các bạn cần phải quan sát ở trên thanh option và các bạn chọn cho tôi đúng cái chế độ là path. Ở trong này nó có hai cái lựa chọn, đó là sharp và path. Thì sharp là lại vẽ ra một cái dạng khác. Tất nhiên cách vẽ thì giống nhau nhưng cách dùng thì nó khác nhau, và tôi sẽ giới thiệu về cái sharp layer này ở trong một cái phần khác một chút. Bây giờ chúng ta đang nói tới phần vùng chọn bằng path, cho nên chúng ta sẽ chọn path trước. Sau khi chọn path thì chúng ta bắt đầu có thể vẽ được ở trong cái cửa sổ làm việc này rồi. Và trước hết thì chúng ta phân biệt là có hai dạng, một cái path là vẽ thẳng và một path là vẽ cong. Thì trước hết là làm việc với path thẳng đã. Thì thao tác rất là đơn giản đối với path thẳng. Các bạn chỉ việc là chọn công cụ, chọn chế độ path, sau đó thì kích chuột vào cái nơi mà các bạn muốn, thì nó sẽ xuất hiện một cái hình vuông nhỏ nhỏ như thế này, và chúng ta gọi nó là điểm neo hay là điểm điều khiển. Sau đó thì các bạn có thể nhả chuột ra và di chuột tới vị trí mới, vị trí thứ hai. Tại vị trí này các bạn kích chuột thì nó lại tạo ra một điểm hình vuông thứ hai. Chúng ta đang làm việc với điểm hình vuông nào thì điểm hình vuông đó sẽ được tô màu đen, còn các điểm khác thì là trắng, và giữa điểm nọ với điểm kia nó sẽ được tự động nối vào với nhau bằng một đoạn thẳng như thế này. Đấy chính là path. Và cứ thế các bạn nhấp chuột rồi thả, nhấp chuột rồi thả, thì cứ mỗi lần như thế nó sẽ tạo ra một điểm neo hoặc là một điểm điều khiển mới, và giữa các điểm đó được tự động nối với nhau bởi một cái đoạn thẳng như thế này. Thì chúng ta đã tạo ra được một cái path. Và path thì sẽ có hai dạng. Một là hiện trạng như thế này thì đây gọi là một path hở. Còn nếu như điểm đầu và điểm cuối được nối vào với nhau tạo thành một hình khép kín thì chúng ta gọi nó là path kín. Về cơ bản thì cái path này vẽ vô cùng dễ. Đấy là path thẳng, path theo đường thẳng. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp sang cái dạng path thứ hai, đó là vẽ path theo đường cong. Thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẫn chọn công cụ, cũng nhấp chuột vào đây để tạo ra điểm neo đầu tiên. Sau đó thì chúng ta đưa chuột tới điểm thứ hai. Tại điểm thứ hai này thì thao tác lúc đầu tiên thì rất giống, có nghĩa là chúng ta sẽ kích chuột để tạo ra cái điểm neo thứ hai. Nhưng sự khác biệt ở đây là kích chuột xong các bạn không nhả phím chuột ra, các bạn sẽ giữ phím chuột, đồng thời là các bạn sẽ kéo chuột đi một chút. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy sự khác biệt xảy ra. Đây, các bạn quan sát. Điểm neo đầu tiên chúng ta có rồi. Đưa sang điểm thứ hai, kích chuột này thì nó sẽ tạo ra điểm thứ hai, và đồng thời nó cũng sẽ tạo luôn cái đường path nối giữa hai điểm. Nhưng khi chúng ta không nhả chuột ra, chúng ta vẫn giữ phím chuột và chúng ta bắt đầu kéo, thì các bạn sẽ thấy rằng là xuất hiện hai cái tay đòn hai bên, và cái đường vốn thẳng nối giữa hai cái đoạn đó bây giờ bắt đầu được uốn cong. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã có một path theo dạng path cong. Thế thì ở đây chúng ta thấy là sẽ xuất hiện thêm yếu tố mới là hai cái tay đòn nằm hai bên,
và hai tay đòn này nằm hai bên của cái điểm điều khiển hay là điểm neo thì nó hoạt động theo nguyên tắc là ngược chiều nhau, tương tác với nhau và nó sẽ rất giống như là một cái bập bênh. Bập bênh ở đây thì hai bên cánh chính là hai cái tay đòn mà chúng ta vừa mới thấy và cái trục của nó chính là cái điểm neo mà chúng ta vừa mới tạo ra. Bập bênh vì sao? Vì một đầu nâng lên bao nhiêu thì đầu kia cũng sẽ hạ xuống bấy nhiêu, và đầu này hạ xuống bao nhiêu thì đầu kia sẽ nâng ngược lại bấy nhiêu. Nó tương tác với nhau kể cả về chiều nâng lên hạ xuống lẫn thu ngắn vào hay là kéo dài ra. Cứ bên này hoạt động như thế nào thì bên kia cũng hoạt động như thế và theo chiều ngược lại. Thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích là cái tay đòn này, cái tay đòn phụ trợ này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái gì. Tay đòn này chỉ xuất hiện khi mà cái điểm này được trở thành một điểm neo cong. Đấy, còn điểm neo thẳng thì chỉ có điểm thôi, không có hai cái tay đòn phụ trợ hai bên. Và hai cái tay đòn này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề. Một là nó thiết lập giá trị của cái đoạn cong. Cái đoạn cong này thì nó liên quan tới độ dài của tay đòn. Tay đòn càng ngắn thì đoạn cong càng ít. Tay đòn được kéo dài ra bao nhiêu thì cái đoạn cong nó sẽ cong nhiều theo bấy nhiêu. Thế thì độ dài của tay đòn sẽ quyết định là độ cong của cái đường phát mà chúng ta đang vẽ. Vấn đề thứ hai là nó sẽ quy định chiều của đoạn cong. Bây giờ các bạn đang nhìn thấy là đoạn cong là cong lên phía trên, đúng không nào? Nhưng mà nếu bây giờ tôi xoay cái tay đòn này thì có nghĩa là tôi sẽ điều khiển được cái hướng của đoạn cong. Bây giờ nó lại cong lõm xuống dưới. Thế thì trong cái thao tác mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ sử dụng hai yếu tố. Một là điều chỉnh độ dài ngắn của tay đòn để chúng ta thay đổi cái độ cong của đoạn chúng ta đang vẽ. Và thứ hai là chúng ta xoay chiều của tay đòn để chúng ta đổi chiều của cái đoạn cong. Thế có phải lúc nào hai cái tay đòn này nó cũng tương tác với nhau hay không? Thì về thông thường thì đúng là như thế. Cứ vẽ ra thì chắc chắn là hai tay đòn này nó sẽ tương tác với nhau thông qua cái trục là cái điểm neo. Nhưng có những lúc chúng ta cần điều chỉnh một cách khác biệt đi. Thì chúng ta có thể làm như sau. Các bạn nhấn giữ phím An ở trên bàn phím. Khi các bạn nhấn giữ phím An trên bàn phím thì hai tay đòn này tạm thời tách bạch nhau ra, nó không còn liên quan tới nhau nữa. Và các bạn có thể là kéo dài, thu ngắn độ dài của một tay đòn bên này mà không hề ảnh hưởng tới cái tay đòn bên kia. Cũng như là tôi có thể là xoay chiều của tay đòn bên này mà cũng không hề ảnh hưởng tới cái chiều của tay đòn bên kia. Tất nhiên cả đã dính đến chiều thì nó cũng sẽ dính tới cả chiều của đoạn cong của đoạn bên kia. Có nghĩa là nó tạm thời nó trở nên độc lập giữa hai vế bên phải và bên trái của cái điểm neo. Và khi tôi điều chỉnh cái độ dài cũng như là hướng của cái tay đòn phía bên này thì cái đoạn mà chúng ta sẽ vẽ tiếp nó sẽ chạy theo cái sự hướng dẫn của cái tay đòn này. Đấy. Tay đòn dài thì cong nhiều, tay đòn ngắn cong ít. Tay đòn hất lên hay hạ xuống thì nó cũng sẽ ép cái hướng cong của cái đoạn tiếp theo. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là vẽ ra các cái đoạn cong khác nhau. Và bằng cách vẽ những cái này bám theo chu vi, bám theo đường biên của một đối tượng mà chúng ta cần chọn lựa thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái đường chọn lựa nó chính xác hơn so với các cái phương tiện cũ. Vì sao chúng ta lại nói thế? Chúng ta có những cái công cụ ví dụ như là Mach-E, thì các bạn biết là Mach-E nó chỉ có thể tạo ra được cái vùng chọn hình học là hình chữ nhật hoặc là hình elip, mà như thế thì nó không đáp ứng được các yêu cầu mang tính là phức tạp. Luxo thì đáp ứng được yêu cầu phức tạp đó, nhưng các bạn cũng biết rồi, cái Luxo đầu tiên thì Luxo thông thường thì nó thiếu đi tính chính xác. Chúng ta luôn luôn phải giữ chuột này, chúng ta phải luôn luôn cố gắng di nó thật sát vào cái đường biên, nhưng mà tay người rồi thì những độ rung sai của chuột nó làm cho cái thao tác của chúng ta nó không phải lúc nào nó cũng tuyệt đối chính xác được. Cái polygon Luxo thì giúp chúng ta làm tương đối tốt, tương đối chính xác,
nhưng mà nó chỉ mạnh ở trong những cái đoạn nào thẳng thôi, còn cái đoạn nào mà cong nhiều thì bản thân nó làm cũng không được mềm mại lắm, tại vì chúng ta phải luôn liên tiếp chúng ta nối những cái đoạn thẳng rất ngắn vào với nhau. Đấy, cái magnetic lasso thì nó rất khá ở trong các trường hợp là nền hoặc là màu nó tương phản mạnh hoặc là khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp mà màu phức tạp, nền phức tạp thì lúc đó cũng sẽ rất khó. Thế thì cái này nó đáp ứng được cho chúng ta cái cách thức là làm việc chủ động hơn, và cong cũng được, thẳng cũng được. Tại vì đây tôi đang như thế này là cong, nếu như bây giờ tôi kệ, tôi cứ bấm như thế này và tôi không kéo dê nữa thì nó sẽ trở thành thẳng, đúng không? Và nếu như tiếp tục đoạn tới này mà tôi muốn nó cong thì tôi kéo chuột thì nó sẽ thành cong, có nghĩa là nó linh hoạt giữa thẳng và cong. Thì thứ nhất là nó ăn đứt được cái phần lasso thông thường rồi, và điểm thứ hai nữa là sau khi vẽ xong thì chúng ta vẫn có quyền là điều chỉnh sửa chữa nó trước khi mà chúng ta biến nó thành vùng trọn. Do đó thì cách dùng cái pen để vẽ đường vát này nó sẽ cho chúng ta cách làm việc linh hoạt hơn. Điều đầu tiên dễ dàng hơn là gì, tôi không cần phải lúc nào tôi cũng bám chặt cái ngón tay lên trên phím chuột, tại vì như thế thì nó sẽ đến một lúc nào nó rất là mỏi và chúng ta bắt đầu thiếu đi cái sự chính xác. Thì cái việc mà cứ nhấp thả và kéo lúc nào cần thôi thì nó đã làm cho cái cách làm việc của chúng ta linh hoạt hơn. Thứ hai nữa là cần sửa vẫn sửa được đó. Ví dụ như là tôi đặt một cái điểm nào đó mà tôi thấy nó không chính xác lắm, tôi hoàn toàn có thể là nhấn giữ phím Control, và khi nhấn giữ phím Control thì tôi có thể là dịch cái điểm neo mà tôi đặt sang vị trí khác cho nó chuẩn hơn. À, cái đường cong này tôi thấy là cong quá đó, tôi có thể nhấn Alt tôi điều chỉnh để cho nó giảm bớt hoặc là cho nó thẳng thêm ra. Thì trong quá trình vừa vẽ vừa chỉnh vừa sửa thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phương thức làm việc linh hoạt hơn, và nó sẽ dẫn tới một cái kết quả nó chính xác hơn so với cái cách làm việc lúc nào cũng phải bấm chuột buông ra là thôi kết thúc của các cái công cụ trước. Thế thì đến đây thì chúng ta cũng đã nắm được sơ bộ về cái cách vẽ, thì chúng ta sẽ dùng thử một cái ảnh nào đó để chúng ta lấy cái nội dung ra nhé, bằng cách là vẽ ra cái đường phát này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm tới một cái ví dụ nào đó. Đây, chúng ta lấy thử một cái ảnh như thế này để chúng ta lặn ra. Tất nhiên bây giờ các bạn sẽ có một câu hỏi với tôi là cái ảnh này thì cái nền trắng là nó rất rõ ràng, trắng và vàng nó tương phản rất là rõ, vậy thì tại sao không sử dụng các công cụ mà chúng ta đã nói với nhau? Thì đúng là như thế, trong trường hợp này thì pen không phải là công cụ hoàn hảo, nhưng đây là một cái hình mà nó cũng uốn ra lượn vào, nó thay đổi chiều rất là nhiều khi mà chúng ta chọn, cho nên là tôi sẽ sử dụng cái này như là một cái hình thức ví dụ để chúng ta làm quen với cái công cụ pen. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm neo đầu tiên, và sau đó thì chúng ta sẽ từ đó vẽ tiếp ra các điểm neo và chúng ta điều chỉnh các cái đoạn cong làm sao cho nó khớp vào với cái chu vi của con vin này. Và có một điều mà tôi cần nói đó là cái khả năng ước lượng bằng mắt của chúng ta rất là quan trọng để làm sao tìm được một cái điểm đặt neo cho nó phù hợp. Một đường cong thì cũng có thể là vẽ bằng nhiều đoạn nhỏ khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta làm chủ được tốt thì mỗi một cái đoạn cong cho chúng ta vẽ ra đấy thì cũng chỉ nên là giải quyết bằng hai điểm, điểm bắt đầu và điểm cuối của cái đoạn đó thôi, và do đó thì nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ ít điểm cần phải điều chỉnh hơn. Và như thế thì chúng ta sẽ xác định là điểm đặt neo bao giờ nó cũng sẽ là ở đỉnh hoặc đáy của một cái đoạn cong hoặc là tại những điểm gãy. Đấy, ví dụ như là điểm gãy là điểm như nào? Điểm gãy là điểm như thế này. Tại vì ví dụ như đoạn trên này chúng ta đang cong xuống và cong từ phải sang trái, đúng không? Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Nhưng cái đoạn tiếp theo thì nó lại đi ngược lại, tức là cong lên trên và lại đảo chiều. Thế những cái đoạn mà nó không theo một cái chiều thuận với nhau mà nó đảo từ chiều nọ sang chiều kia, đảo từ trên xuống dưới, đảo từ trái sang phải như thế, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta gọi là điểm gãy.
Thì những cái điểm gãy này là những cái điểm hoàn hảo để mà chúng ta đặt cái điểm neo vào đấy, hoặc giả là những cái đỉnh của cái đoạn cong khi mà nó bắt đầu đến 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 ngưỡng chuẩn của nó đấy, đấy thì nó có thể là đỉnh lên phía trên hoặc là đáy của đường cong võng xuống, thì đấy là những cái điểm tốt để mà chúng ta có thể nhấp chuẩn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Tôi nhấp chuẩn vào trong cái điểm gãy này và sau đó thì tôi sẽ đặt vào cái đỉnh cong ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp chuột và chúng ta sẽ tạo ra điểm neo. Thế thì thao tác thì thông thường lúc đầu tiên các bạn chưa quen lắm thì sẽ hơi khó khăn một tí, cảm thấy khó khăn một tí. Nhưng mà nếu để ý thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không không phải phức tạp lắm đâu. Chúng ta sau khi mà nhấp chuột thì chúng ta sẽ kéo. Có thể là lúc đầu tiên các bạn chưa làm quen, chưa làm chủ được thao tác thì các bạn thường là kéo rất mạnh, rất là nhiều và nó sẽ tạo ra một cái đường cong nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta có thể là cứ giữ chuột như thế này, tăng hoặc giảm cái độ dài của tay đòn, sau đó các bạn có thể lúc lắc một chút như thế này để cho nó bám thật sát vào trong cái đường biên của đối tượng, và sau khi sát rồi thì thôi chúng ta có thể dừng lại. Đến đây thì chúng ta sẽ nhấn phím cách để chúng ta dịch đi, chúng ta xem các đoạn tiếp theo đó. Và ước lượng mống mắt cái này thì nó cũng sẽ phải trải qua một cái thời gian tương đối, làm việc tương đối một tí thì chúng ta mới xác định được là cái điểm nào đặt vào là điểm mang tính tối ưu. Đấy, vài lần, nhiều lần thì chúng ta sẽ dần 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 chúng ta xác định được. Thế và sau đó thì cũng lại vẽ ra, đúng không? Kéo dài, thu ngắn một tí, lúc lắc một tí để cho nó khớp vào thì thôi. Khớp được rồi thì chúng ta cũng sẽ để ý tiếp cái đoạn tiếp theo là nó dài hay ngắn. Mà giữ nguyên như thế này hoặc là nhấn an kéo dài tay đòn hay là thu ngắn tay đòn lại. Tại vì là tay đòn dài bao nhiêu thì nó sẽ dẫn tới cái đoạn cong tiếp theo nó cong bấy nhiêu. Thế do đó thì nên có cái sự xác định trước để xem là kéo đến đâu là vừa. Đấy. Kéo dài quá có được không? Kéo dài quá cũng được, nhưng mà nếu như cái đoạn này nó cong không đều ấy thì hoặc là nó ăn ra ngoài hoặc là nó lại lõm vào trong một tí, cho nên chúng ta có ước lượng một chút để quyết định là cái đoạn tiếp theo nó nên dài hay ngắn. Không nên vẽ ngắn quá thì nó tủn mủn, nó thành ra quá nhiều điểm điều khiển, nhưng vẽ dài quá thì nhiều khi nó vượt quá cái chiều ôm của cái đoạn cong có thể ôm đấy. Ví dụ như thế này là bắt đầu hơi bị ra ngoài một tí thì chúng ta lại nhấn an, tôi có thể là ép cái thằng này vào một tí đó và kéo xuống một tí để cho nó khớp hơn. Như thế là các bạn thấy là trong quá trình làm thì chúng ta có thể là cứ tẩn mẩn vừa vẽ vừa chỉnh, thì cách làm như thế này thì nó không quá mỏi cái tay của chúng ta khi chúng ta phải giữ, lúc nào cũng phải giữ phím chuột, và cái thứ hai nữa là nó sẽ cho phép chúng ta vừa vẽ vừa chỉnh thì nó sẽ đạt được tới cái độ chính xác cao hơn rất là nhiều so với các cái công cụ trước đó. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ lại áng chừng cái đoạn tiếp để chúng ta điều chỉnh đó, vừa điều chỉnh độ dài của tay đòn vừa lúc lắc lên xuống một tí để cho nó ôm khớp vào hơn. Đến đoạn này thì bắt đầu cái đoạn cong này nó không đều, bắt đầu có độ lõm thì tôi sẽ điều chỉnh ngắn tay đòn lại để tôi vẽ một cái đoạn ngắn thôi. Đấy, đến đây thì bắt đầu nó lại hơi đảo chiều thì tôi nhấn an, tôi lại phải cho nó lượn ra một tí đó và tôi sẽ xử lý tiếp. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là đến đây thì mình có thể nhấn an này, mình đảo thằng này vào trong một tí, đảo thằng này hoặc nếu thích nữa thì có thể nhích lên thêm một tí đẹo nữa. Đấy. Nhớ là nó có hai cái thao tác, một là cái phím gì nhỉ, phím control là để cho chúng ta nhắc hẳn cái điểm neo sang vị trí khác. Đấy, còn phím an là để xử lý các cái tay đòn riêng biệt. Đấy, thế thì đến đây thì chúng ta cũng đã đạt được cái hiệu quả gần xong rồi đấy. Tiếp nữa này, đến cái phần ức ở trên này, đoạn này thì chắc chắn phải bẻ rồi tại vì là nó vặn theo chiều ngược lại đúng không? Đến đây lại giữ an lại bẻ tiếp một lần nữa tại vì cái mỏ nó lại cong lên trên. Đoạn này thì ngắn thì ta phải thu ngón tay đòn lại, nếu không thì nó sẽ cong quá nhiều. Đấy, đến đây lại giữ an bẻ ngược lên trên để cho nó vòng lên.
Bẻ tiếp. Đến đây chúng ta có thể là rồi, đến đây thì chúng ta đã giải quyết xong được cái vấn đề là vẽ một cái đường path bao được xung quanh gần như là chính xác cái theo cái con vịt này rồi. Thế thì có đường path rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì với đường path này? Các bạn sẽ có hai phương án, một là các bạn làm việc ngay lập tức với cái đường path này, và hai là các bạn biến đổi nó sang thành vùng chọn. Thế thì path thì nó được quản lý ở đâu? Path nó được quản lý ở trong cái panel path nằm ở phía bên tay phải này. Các bạn nhìn cái hình này thì các bạn sẽ biết được đấy là cái panel path. Còn nếu như mà các bạn không tìm thấy nó thì các bạn vào trong Windows và các bạn tìm tới cái bảng path ở đây, bấm ra thì nó sẽ hiện ra cái này. Và khi mở ra thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái hình mà chúng ta vừa vẽ đây. Đây, hình này là hình cũ lưu rồi, tôi xóa đi nhá. Đây, một cái path được vẽ ra là như thế này. Nó sẽ cho chúng ta biết là cái phạm vi làm việc của cái path và cái vùng xử lý nó ở đâu. Nó sẽ phân ra thành hai khu, một khu vực là màu xám và một khu vực màu trắng. Màu trắng như thế này sẽ chính là cái phần mà chúng ta đang bao lấy cái con vịt đây, còn cái nền xám này là không phải nhé. Và bây giờ có cái path này rồi thì chúng ta có thể làm việc gì với nó? Thứ nhất là về mặt hiển thị, thứ hai là về mặt tác động của path đến cái hình ảnh thì nó có tác động gì hay không. Về mặt nguyên tắc, cái path này cũng là một cách khác giống như cái vùng chọn thôi. Nếu như tôi chỉ phát sinh ra một vùng chọn và tôi không làm gì thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến bức ảnh cả. Thì cái path này cũng vậy, nếu như tôi vẽ ra một cái path mà tôi không làm gì với nó thì nó cũng sẽ chỉ tồn tại một cái path như thế này và nó cũng không ảnh hưởng gì đến ảnh. Bấm vào path này thì nó sẽ hiện lên cái đường path, bấm vào khu vực này thì nó sẽ ẩn path đi. Đấy. Path có xóa được không? Xóa được, tôi có thể kéo thả nó vào trong thùng rác được. Đấy. Thế và có path rồi thì tôi bắt đầu làm việc với nó như sau. Một là sử dụng luôn path thay thế cho vùng chọn. Thì các bạn sẽ thao tác bằng cách là chuột phải vào trong cái path này. Các bạn sẽ có lệnh gì đây ạ? Fill path tô bằng path. Thế thì bây giờ tôi nhấp chuột thế này thì nó cũng sẽ mở ra một cái bảng. Nó sẽ giống hệt như là cái bảng mà các bạn đã làm việc ở trong lệnh fill. Tuy nhiên nó giải thích thêm một tí ở đây là không phải là hộp thoại fill bình thường mà nó là hộp fill path. Đấy, và nó cũng có đầy đủ tất cả các tùy chọn. Tuy nhiên cái tùy chọn này thì chắc chắn là không dùng được, tại vì là yêu cầu là gì? Phải có vùng chọn. Path thì không phải vùng chọn, cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng được cái này. Tôi sẽ không nói lại quá nhiều về cái này. Đơn giản là chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, đúng không? Thế thì ngoài cái này thì chúng ta còn có thể làm được gì nữa? Còn một lệnh thứ hai đó là lệnh stroke path. Stroke thì chúng ta đã biết chưa? Stroke chúng ta đã biết ở cái lệnh này rồi, đúng không? Thế nhưng mà stroke path thì nó lại đặc biệt hơn một tí. Thì đây, các bạn quan sát. Tôi chọn lệnh stroke path thì nó lại sổ ra cho tôi một cái danh sách rất dài. Stroke bằng công cụ nào? Đấy. Nó rất khác với lại stroke ở trong điểm ảnh. Stroke trong điểm ảnh thì nó sẽ chỉ yêu cầu là chúng ta xác định mấy giá trị thôi. Một là màu stroke là màu gì, hai là độ dày của stroke là bao nhiêu pixel, thứ ba là cái vị trí tương đối của nó nằm bên trong vùng chọn hay nằm bên ngoài vùng chọn hay nằm giữa vùng chọn, đúng không? Thế nhưng thằng này thì nó hoạt động theo một nguyên tắc khác, đó là nó stroke bằng một công cụ nào đó. Và do nó stroke bằng một công cụ nào đó thì cái cách stroke của nó sẽ cho ra kết quả rất khác nhau tùy theo cái công cụ mà mình chọn, tùy theo tham số mà mình gán cho công cụ đó. Bây giờ trước khi mà stroke thì tôi sẽ làm việc thử với một công cụ đã. Ví dụ tôi chọn cái bút. Bây giờ tôi chọn một cái bút mềm này, đó. Thì tôi sẽ có một kết quả stroke như sau. Brush này. Ok. Các bạn sẽ thấy rằng nó stroke theo cái đường viền này và bằng cái bút nét mềm với đầu bút là 20 pixel. Nhưng bây giờ nếu như tôi không dùng cái tham số đấy nữa mà trước khi xử lý tôi cho nó là một cái tham số là 100 cơ thì nó ra cái gì?
Đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái vườn to hơn. Cái này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái thao tác gán cái tham số cho cái công cụ mà mình chọn. Đấy. Hoặc là bây giờ không phải là cái bút nữa mà tôi lại dùng cái tẩy nữa thì xem nó ra cái gì. Ví dụ đây. Chuột phải stroke. Tôi chọn cái tẩy. Đây, erase. Ok. Các bạn sẽ thấy là nó tẩy bay hết, tại vì vốn trước đó cái tẩy này nó được gán tới tận 500 cơ. Cho nên là nó stroke nhưng mà nó sẽ tẩy luôn và tẩy tẩy mất sạch đi. Nếu bây giờ tôi gán cái tẩy này bé đi thì nó thành cái gì? Ví dụ lần đây. Làm lại này. Stroke path tẩy. Ok. Thì bạn sẽ thấy nó tẩy mất một phần ở đây. Thế thì tùy vào công cụ mà chúng ta chọn thì nó sẽ stroke theo đúng cái phong cách của cái công cụ đó, đúng theo cái độ lớn nhỏ và các cái thiết lập của công cụ đó. Thế thì đấy là cái thao tác mà dùng ngay đường path. Còn một cái phương pháp thứ hai nữa thì đó là chúng ta biến đổi cái path này thành ra vùng chọn. Thế để tạo ra một cái vùng chọn thì chúng ta có mấy cách như sau. Chúng ta có độ khoảng 5 6 cách gì đấy. Cách nhanh nhất, đơn giản nhất đó là vẽ xong path rồi thì các bạn làm thao tác ở trên bàn phím cho tôi là Control Enter. Đấy. Control Enter thì nó sẽ biến luôn cái path hiện có đấy thành ra vùng chọn có hình dáng giống hệt như thế. Đấy là một cách nhá. Cách thứ hai là các bạn giữ phím Control. Các bạn giữ phím Control và các bạn click vào cái thumbnail của cái này thì nó cũng biến luôn thành ra vùng chọn theo cái hình dáng của đường path đó. Cách thứ ba là các bạn kích hoạt cái đường path này để cho nó hiện cái path lên, sau đó thì xuống dưới đáy của cái hộp path này và các bạn bấm vào cái biểu tượng từ trái sang là biểu tượng thứ ba. Nó là một cái biểu tượng mà một vòng tròn tròn mà có hình đứt đoạn đấy. Thì nếu các bạn chỉ vào đây thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên một cái giải thích là load path as a selection, tức là tải cái đường path này ra giống như là một cái vùng chọn. Thì các bạn bấm vào đây thì nó cũng sẽ biến đổi sang thành vùng chọn. Cách thứ tư đó là các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là make selection. Lệnh này thì nó hơi khác một tí, nó sẽ mở ra một cái bảng thoại và nó có cho các bạn luôn cả một cái phần là feather radius, tức là cho phép các bạn tạo ra vùng chọn đồng thời là có tạo ra vùng ảnh hưởng hay không. Mặc định cho nó để là không, nhưng nếu các bạn cho một tham số vào đây thì nó sẽ vừa tạo ra vùng chọn vừa tạo ra vùng ảnh hưởng luôn. Thì nhấp chuột thì nó cũng sẽ tạo ra vùng chọn. Thế còn cách thứ năm thì nó thực ra là nó cũng giống như cách vừa rồi thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tìm lệnh ở chỗ nó hơi khác một tí là sổ danh sách ở đây ra và chúng ta chọn make selection lệnh ở trên này. Thực ra lệnh mà ở đây hay lệnh ở đây là nó giống nhau, khác nhau về cách gọi thôi. Đấy. Và nó cũng mở ra bảng thoại. Thế thì đến đây thì chúng ta sẽ thấy là với đường path các bạn có thể rất là linh hoạt để mà tạo ra path để dùng hoặc là các bạn tạo ra vùng chọn. Đấy. Và chắc chắn 100% rằng những cái vùng chọn mà các bạn tạo ra vùng path thì nó sẽ tẩn mẩn, nó sẽ chi tiết, nó sẽ mềm mại hơn là các bạn tạo ra bằng các cái phương pháp khác. Thế thì path so với lại vùng chọn cái nào tiện hơn cái nào? Thì bây giờ chúng ta cũng phân tích nhanh luôn. Vùng chọn cũng cần, chúng ta đã từng lưu những cái vùng chọn rồi đúng không? Tôi xin nhắc lại một tí về cái thao tác đó là muốn lưu một vùng chọn mà đã từng được tạo ra thì chúng ta sẽ vào menu select, chọn shape selection và chúng ta lưu nó lại đúng không? Có thể đặt tên hoặc không đặt tên, và như thế là mỗi một lần muốn có một cái vùng chọn được lưu là chúng ta phải lưu nó. Thế còn path thì có phải lưu hay không? Path thì không cần phải lưu, vẽ ra là được. Đấy, nó cứ còn cái hình ở trong này là còn path, chúng ta sẽ không phải lưu. Thế và trong cái quá trình mà chúng ta làm cái path này ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó cũng linh hoạt không kém gì cái vùng chọn. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi có thể vẽ ra mấy thứ như thế này. Có thể vẽ chồng chéo nhiều thứ vào trong một cái path này. Đấy, nhưng cũng cũng có thể là chúng ta sẽ vẽ nhiều path khác nhau. Để tạo thêm một path mới thì chúng ta sẽ bấm vào cái trang giấy mới này và sẽ tạo ra path khác. Và trong quá trình làm như thế này, ví dụ như là tôi muốn chọn cái đối tượng nào thì tôi sẽ chọn theo cái phần chu vi của đối tượng đó.
Ví dụ như này thì tôi sẽ có thêm một cái là mỏ, tôi muốn thêm cái phần mắt nữa thì tôi sẽ tạo ra cái path liên quan tới mắt. Đấy, dài quá thì chúng ta sẽ nhấn an, chúng ta điều chỉnh bớt cái tay đòn này để chúng ta cho nó ôm sát vào cái chu vi. Và các bạn nếu mà vẽ thì cũng có thể là vẽ nhiều cái phần ở trong trong một cái gì đây nhỉ, trong một cái part này có thể vẽ nhiều thành phần ở trong đó. Ví dụ đây là cách vẽ mà nó xuất hiện hai cái khu vực là mắt trái mắt phải cùng ở trên một cái part. Thế và đến lúc mà chúng ta cần dùng thì các bạn có thể linh hoạt như thế này, ví dụ như là tôi cần cả cái con vịt thì tôi giữ control, tôi kích vào đây cái là tôi chọn được cả con vịt đúng không? Nếu như bây giờ tôi muốn là tô màu, đổi màu hoặc làm một cái gì đó mà không ảnh hưởng tới cái mỏ chẳng hạn thì tôi có thể là control control alt đúng không? Tôi kích vào cái phần mỏ này thì nó sẽ tải cái vùng chọn từ cái path này ra như là vùng chọn của cái mỏ, nhưng có alt thì làm sao? Nó sẽ trừ bớt đi cái vùng vốn có của con vịt. Trừ bớt cái mắt đi thì tôi cũng lại bấm vào đây. Thế thì bây giờ tôi làm cái gì ở trong cái con vịt này thì làm mà nó không không dính dáng tới những phần kia. Tức là thực ra trên nguyên tắc thì chúng ta cũng vẫn làm việc theo cái tư duy của vùng chọn thôi. Nhưng mà cách làm thì chúng ta sẽ làm bằng path. Vì sao? Làm path thì nó sẽ tương đối linh hoạt ở trong cái cách tạo. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là bớt đi được một cái thao tác là chúng ta phải lưu cái vùng chọn. Đấy, tại vì trong một thời điểm thì chỉ có duy nhất một vùng chọn được tồn tại thôi, và do đó nếu như các bạn muốn vẽ một cái vùng chọn thứ hai để các bạn xử lý cái gì đó thì các bạn buộc phải lưu cái vùng chọn đang có đã, sau đó thì các bạn mới vẽ tiếp vùng chọn thứ hai được, trong khi với path thì chúng ta không phải mất thời giờ để chúng ta lưu hoặc tải những cái vùng kia. Thế thì với path như thế này thì chúng ta có thể là xử lý rất là nhanh và chính xác, và nó có cái tính linh hoạt cao trong cái quá trình mà làm. Thế còn đến lúc mà part này xong rồi thì các bạn có lưu được để đến buổi sau các bạn làm với nó hay không? Thì được, chỉ cần là các bạn lưu cho tôi như thế này thôi. Nghĩa là file này, save. Các bạn lưu. Lưu cái tài liệu này, lưu PSD cũng được mà lưu JPEG cũng được. JPEG nó cũng vẫn chấp nhận là giữ cho các bạn những cái part đó. Hay nếu không thì chỉ cần đóng thôi. Đây, đơn giản là đóng nó lại. Đó, đơn giản là đóng nó lại. File, save. Hoặc là đóng luôn. Nó hỏi là có lưu các cái sự thay đổi hay không. Yes, lưu. Đó, và bây giờ tôi vẫn cứ giữ là JPEG. File, save as JPEG đi. Ghi chồng đè lên nó luôn. Bây giờ mở lại nhé, xem có không nhé. Đấy, thì các bạn thấy rằng là cái path của chúng ta nó vẫn tồn tại. Đấy, chỉ cần lưu giữ thì chỉ cần lưu một lần lúc mà đóng tài liệu thôi. Nó sẽ bớt đi rất nhiều thao tác so với lại cái lưu vùng chọn. Tất nhiên cũng có những lúc các bạn vẫn phải lưu vùng chọn, chứ không phải là không, không có cái nào thay thế được cái nào hoàn hảo cả. Thế và cái path này thì nó có một cái điểm mà như các bạn thấy đấy, dùng ngay cũng được nhưng mà nó có một điểm yếu so với vùng chọn, đó là nó luôn luôn là sắc nét. Đấy. Nó luôn sắc nét, nó sẽ không có cái biên mềm giống như là vùng chọn. Do đó những cái lúc nào cần phải xử lý mềm mại thì chúng ta vẫn buộc lòng phải xử lý bằng cách là biến đổi nó sang vùng chọn rồi gán cho nó một feather. Đấy. Hoặc là tô thì chúng ta cũng chỉ dùng được 8 trường hợp thôi. Còn trường hợp thứ 9 là cái container way là kiểu gì cũng phải sang vùng chọn thì mới áp dụng được phép tô đó nếu như mà chúng ta dùng path.
Đấy, path là không được, tại vì path không phải là vùng chọn thì không áp dụng được cái thao tác tool đó. Đấy thì cái nào nó cũng có điểm mạnh điểm yếu của nó cả. Thế thì như thế là chúng ta đã làm quen được thêm một cái chúng ta đã làm quen được thêm một cái phương pháp gọi là xử lý bằng path. Thế thì đến đây thì chúng ta cũng giới thiệu tiếp một số các cái công cụ kèm theo. Ví dụ path vẽ xong rồi thì chúng ta có điều chỉnh, chúng ta có thêm bước, chúng ta có làm gì với cái path này không? Thì có mấy cái mà các bạn cần phải lưu ý giúp tôi. Ở trong cái công nhóm công cụ pen này thì nó còn có một số các cái nữa và chúng ta cũng giới thiệu luôn nó làm cái gì. Ví dụ vẽ thì chúng ta chọn pen tool, nhưng dưới pen tool này thì lại còn có một cái công cụ nữa gọi là công cụ free freeform pen tool. Thì cái này nó dùng như thế nào? Cái này nó dùng giống như là các bạn cầm bút các bạn vẽ, có nghĩa là cũng không cần phải uốn, không cần phải nắm gì cả, tự do giống như chúng ta cầm một cái bút chì vẽ. Và cái này thì nó yêu cầu chúng ta là giữ chuột liên tục, đây uốn éo thế nào thì nó sẽ ra như thế, và buông chuột ra thì nó sẽ tự xác định những cái điểm neo. Lúc đấy thì chúng ta có cần điều chỉnh cái gì thì chúng ta mới điều chỉnh thêm bằng cách là sử dụng cái công cụ này, Direct Selection. Công cụ này khi mà các bạn bấm vào đây thì nó sẽ kích hoạt cái path lên, và đồng thời nó cho phép các bạn bấm vào một trong những cái điểm neo này để chọn điểm neo, đồng thời kích hoạt những cái tay đòn phụ lên. Lúc này thì chúng ta sẽ co kéo, chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó mềm mại hoặc là dài ra, hoặc là ngắn đi, hoặc là đảo chiều. Ngoài ra thì cũng còn có thêm một vài cái tùy chọn nữa ở trong công cụ này, ví dụ thêm hay bớt. Các bạn sẽ thấy rằng là một cái đường như thế này thì nó có quá nhiều cái điểm neo không cần thiết. Đấy thì chúng ta có thể loại bỏ bớt đi bằng cách là sử dụng cái công cụ Delete Antrapon này. Đó, cái hình hình cái bút mà có dấu trừ, các bạn chọn và các bạn bấm vào cái điểm nào thì có nghĩa là các bạn loại bớt cái điểm neo đó. Thế còn cái đoạn nào mà dài quá mà lại cần thêm một điểm điều khiển thì các bạn sử dụng gì đây? Bút cộng. Bút cộng thì các bạn bấm vào đâu thì nó sẽ tạo ra một điểm neo ở đó. Lưu ý giúp tôi là cái bút cộng này là bấm vào cái đoạn thẳng thì nó sẽ ra cái điểm neo thẳng, còn nếu mà bấm vào đoạn cong thì nó sẽ ra cái điểm neo cong. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta có một cái công cụ nó gọi là công cụ Convert Point Tool. Convert Point Tool này là một cái công cụ mà nó sẽ chuyển đổi qua lại giữa cái điểm neo thẳng hoặc là cong. Đây chúng ta xem thử, tôi bấm vào cái một điểm neo bất kỳ bằng công cụ này thì bằng việc bấm vào đây thì tôi có thể biến đổi một cái điểm neo này đang từ cong thành thẳng. Mà nếu nó thẳng rồi tôi bấm vào đây nó có thành cong không? Về mặt nguyên tắc là cong, nhưng mọi người sẽ thắc mắc bảo đây có thấy cong gì đâu, có thấy tay đòn phụ đâu. Thì chúng ta sẽ làm bằng một cái thao tác hơi khác một tí, đó là bấm vào nhưng mà chúng ta kéo, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy tay đòn. Đấy, còn đang cong mà bấm vào đây thì chắc chắn nó thành thẳng luôn, không cần phải hỏi han nữa, tại vì là nó sẽ trượt luôn hai cái tay đòn phụ đi, cho nên nó sẽ biến thành những thẳng ngay. Đấy, còn thẳng rồi mà muốn cong thì chúng ta bấm vào, đồng thời chúng ta phải kéo một chút để xuất hiện thêm hai cái đòn phụ. Thế và cái công cụ, hai công cụ kèm theo này, cái Path Selection và Direct Selection, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nhiệm vụ nó hơi khác nhau một tí, đều là để làm việc trên path, nhưng một cái là để chọn tổng thể toàn bộ path, còn một cái là để chỉnh sửa những cái điểm neo hoặc là những cái tay đòn. Đây ví dụ các bạn sẽ nhìn trong cái ví dụ này nhé. Ở đây thì trong thực tế là chúng ta có vài cái path như thế này. Bây giờ tôi chọn một cái path thì tôi sẽ chọn path selection, tôi chỉ cần bấm vào đây thì nó sẽ chọn cho tôi toàn bộ cái đường path này. Chọn rồi tôi làm được gì? Chọn rồi tôi có thể nhấc nó, tôi di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia. Chọn rồi thì tôi có thể là sử dụng những cái lệnh, ví dụ Ctrl T. Ctrl T lúc này thì nó sẽ transform, nhưng là transform cho cái path, nó không ảnh hưởng gì đến nền ảnh cả. Đây, ví dụ tôi có thể làm cho cái đường path này nó thay đổi về mặt kích thước. Nhưng mà path là path, trước khi mà chúng ta ra một cái lệnh gì liên quan đến path thì path nó chả liên quan gì tới điểm ảnh bên dưới cả. Đấy. Thế còn cái thao tác của cái công cụ Direct Selection thì nó sẽ cho phép chúng ta là chọn đường, nhưng mà lúc đấy là làm việc cụ thể với lại một điểm neo nào đó hoặc là với các tay đòn nào đó. Thế còn
Nếu như mà một cái đường path phức hợp thì chúng ta cũng có thể là làm việc với lại cái công cụ như thế này. Đây các bạn lưu ý, tôi có một số các cái tùy chọn như thế này. Đấy, combine sharp này, subtract from sharp này, intersect sharp này, exclude overlapping, thì cái này nó cũng hơi hơi giống như là cái phần mà vùng chọn chúng ta đã từng nói. Có nghĩa là thêm mới này, trừ bớt đi này, rồi cắt phần giao nhau này, hay là giữ lại phần giao nhau, vân vân. Thì nó cũng sẽ tương tự như thế. Nếu như các bạn chọn như thế này thì tôi có thể là vẽ ra. Đấy. Tôi có thể vẽ ra những cái tùy chọn khác nhau. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ tôi chọn cái vùng chọn nhé. À, tôi chọn cái này, tôi vẽ thêm này. Chẳng hạn nếu tôi vẽ thêm cái mắt vào đây chẳng hạn. Thay vì vẽ cái mắt riêng, tôi vẽ vào đây. Thế là cả mắt, cả cả mắt và cả gì đây nhỉ? Cả cái hình con vịt này là nằm cùng ở trên một cái path chung như thế này. Và bây giờ nếu như mà tôi chọn chuyển cái chế độ thì các bạn sẽ thấy rằng là như thế là nó sẽ chừa bớt cái mắt này ra. Đấy, vùng xám là vùng không được chọn, đúng không? Vùng xám là vùng không được chọn, vùng trắng là vùng được chọn. Ví dụ thế, bây giờ tôi lại vẽ tiếp một cái bên này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó xuất hiện như thế này. Và nếu như bây giờ mà tôi Control Enter thì nó sẽ ra cái gì? Đây, Control Enter, nó sẽ ra vùng chọn và nó cũng chừa luôn cả hai cái mắt ra. Đấy. Thì chúng ta có thể là đặt luôn ở trên này hoặc là chúng ta đặt riêng. Đặt riêng thì lúc nào cần thì chúng ta sẽ thể giữ Shift hoặc giữ Alt Control. Thế còn nếu mà đặt trên này thì một cái là nó sẽ tách bạch luôn, nó tránh cái mắt này ra. Thế còn cái thao tác mà dùng bằng cái path selection này thì các bạn có thể chọn này, có thể chọn này. Lúc này thì chúng ta có thể chọn từng cái path riêng này, tôi có thể lôi nó đi hoặc là tôi có thể chọn tôi xóa, delete, xóa đi chẳng hạn. Đấy. Đấy là làm việc với từng cụm path. Thế còn cái công cụ direct selection thì sẽ giúp chúng ta tinh chỉnh cho nó chuẩn hơn, cho nó sát hơn, cho nó đẹp hơn. Đúng rồi. Đấy, thì đấy là nhiệm vụ của các cái công cụ mà liên quan tới Path. Thế ngoài cái này thì các bạn còn có thêm một cái công cụ nữa là Custom Shape. Cái này thì nó không bắt các bạn vẽ mà nó cung cấp cho các bạn một số các hình cơ bản, nó như là mẫu ấy. Đấy, thì nó cho phép các bạn là chọn là Shape hoặc là Path. Đấy, và bây giờ các bạn chọn và kể cả pixel. Đấy, thế bây giờ tôi chọn Path này chẳng hạn thì nó sẽ mở ra cho tôi những cái tùy chọn. Ví dụ như chọn thế này là sẽ vẽ ra gì đây? Sẽ vẽ ra hình chữ nhật, đúng không? Nó còn cho chúng ta cả cái hộp thoại để mà chúng ta có thể thiết lập là cái kích thước nó là bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, góc này có bo tròn hay không, vân vân. Chế độ của nó là mới hay là cắt bớt đi hay là thế nào đấy, nó có rất là nhiều cái tùy chọn khác nhau cho chúng ta. Thế đến đây thì tôi có cái sharp này, đây là hình chữ nhật này, những cái hình khác cũng có, bo góc này, ellipse này, đa giác này, line là vẽ đường, nhưng mà quan trọng nhất là cái này, quan trọng nhất là cái custom sharp. Custom sharp nó cung cấp cho chúng ta một thư viện tương đối nhiều các hình hài khác nhau, để cho đến lúc cần thì thay vì việc là cứ ngồi vẽ thì chúng ta lôi thẳng nó ra mà xài. Ví dụ tôi muốn đội cái vương miện cho cái con vịt này chẳng hạn. Ở đây tôi chọn luôn cái hình vuông miệng đó và tôi vẽ ra đó. Ví dụ thế này, tôi có một path cần thiết nữa thì Ctrl T tôi xoay một chút, tôi xử lý một chút và bây giờ nó sẽ có gì đây nhỉ, nó sẽ có cái vai trò ở trên này. Bây giờ Enter này, Ctrl Enter này, biến thành vùng chọn này, tôi có thể tô trên một cái layer đây, tạo layer này, tô màu này, đúng không? Và bây giờ tôi có thể kéo, tôi có thể xếp, tôi có thể làm cho nó thành ra một cái hình như thế này. Thì rất nhiều hình các bạn, nếu mà mở cái này ra thì các bạn thấy là thư viện nó nhiều lắm,
Và có thể để chung như thế này để các bạn chọn, hoặc là các bạn cũng có thể là làm theo cái phương pháp là sắp xếp nó theo từng chủ đề. Đây, một là mở chung thì hơi hỗn loạn, tìm lúc nào cũng phải căng mắt ra để tìm một cái hình. Nhưng nếu mà các bạn không thích như thế này thì các bạn có thể bấm vào cái bánh xe và sắp xếp nó theo từng chủ đề. Đây là ôn là nó hiển thị tất, nhưng mà nếu tôi chọn theo từng chủ đề thì chủ đề nào được chọn thì nó sẽ hiện ra thôi. Ví dụ animal này, đây các bạn nhìn animal thì tất cả những cái gì mà thuộc về animal nó sẽ được hiện ra, còn những cái chủ đề khác thì nó biến mất. Ví dụ như là around, chủ đề liên quan tới mũi tên. Ví dụ như là chủ đề về nature, cây lá rồi thì bông tuyết rồi thì mây giọt nước mặt trời bướm vân vân. Thế thì mỗi một cái chủ đề như thế này chúng ta sắp xếp theo chủ đề thì chúng ta tìm nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn so với việc căng mắt ra để tìm, và sử dụng nó để có thể vẽ nhanh, vẽ ra ngay một cái gì đó đúng không. Đây một cái cây, một cái cây hoa này, thì với path này chúng ta có thể tô luôn theo path, hoặc là chúng ta biến đổi thành vùng chọn để chúng ta làm việc theo cái thói quen làm việc với vùng chọn của chúng ta, cách nào cũng được. Thế thì đây đây là cái phương pháp để mà các bạn có thể là tạo ra được một cái vùng chọn thật là đẹp, thật là mềm mại, thật là chính xác so với lại các cái phương pháp khác. Tất nhiên là không có cái gì hoàn hảo cả 100% nhé. Đấy, nó có thể đẹp, nó có thể chính xác, nhưng mà thao tác của nó chắc chắn là phức tạp hơn so với lại một số các công cụ mà chúng ta đã từng làm. Do đó thì lựa cái công việc mà dùng. Đấy. Những cái việc nào đơn giản thì hãy dùng các công cụ đơn giản mà làm. Những việc nào phức tạp hoặc là đòi hỏi tinh tế hơn thì lúc đấy hãy dùng Path. Chứ đừng có làm quen được cái Path này xong rồi cứ cái gì cũng nhảy vào xài Path thì nó lại cũng không nên. Đấy. Chúng ta làm sao làm tốt có nghĩa là làm việc hợp lý. Đấy. Đúng việc mà chọn công cụ hợp lý cho nó. Thì đấy mới là cái mục tiêu chúng ta hướng tới. Chứ không phải là cứ công cụ mạnh thì lúc nào cũng lôi nó ra dùng cả.